Ken Jippo Gà Vách xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Jippo xưa được đựng trong hộp giấy xưa chính hãng như thế này nha. Sau khi em mô tả hết chi tiết của chiếc Jippo này rồi thì em sẽ báo giá đến với anh em. Và những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh nha và một like để mình có thể theo dõi những mẫu mã Jippo có trong kênh của em nhiều hơn. Và để cho anh em dễ biết hơn thì ở bên góc bên tay phải em có chèn một clip video hướng dẫn anh em vào kênh YouTube. Và khi anh em vào được kênh YouTube đó rồi thì anh em nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ trang chủ danh sách phát video. Thì anh em cứ bấm cái chữ video em có khoanh tròn bởi dấu đỏ lại á, thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều video có ở trong kênh của đó hơn. Thì anh em sẽ tham khảo được nhiều mẫu. Và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc Jippo ngày hôm nay. Là một chiếc Jippo xưa nha anh em. Những anh em mà có theo dõi clip khui hàng của em á, thì cũng sẽ thấy chiếc này trong clip khui hàng. Và hôm nay thì em lên một clip hướng dẫn, lên một clip mô tả chi tiết rõ ràng hơn. Đây là một chiếc Jippo xưa với chất một chiếc Jippo xưa với chất liệu là cốt đồng mạ chrome vân xước. Thì anh em sẽ thấy cái vân xước của nó như thế này, rất là đẹp và đầm tay nha anh em. Đây, cầm trên tay và trên bề mặt của nó thì có một cái emblem riêng của hãng, có ký hiệu là USS, là nó nói về ngành thép. Giống như ngành thép này là cái ngành là thép dùng để sản xuất những cái tàu, con tàu chiến đấu á. Nên là anh em thấy những mẫu Jippo mà có tàu chiến thường thường nó có ký hiệu đầu tiên là USS là vậy. Để em đưa lại gần thì anh em sẽ thấy được cái emblem nó rất là sắc sảo nha. Theo dòng thời gian. Và tại vì sao mà em nói theo dòng thời gian mà nó vẫn còn sắc sảo như vậy? Thì chiếc này đó, nó được sản xuất vào năm 1970. Một chiếc 70 và nó là mộc ngược. Để em quay lại thì anh em sẽ thấy rõ hơn về cái mộc đáy của nó. Và năm 1970 là Jippo chữ xéo và nó có 4 gạch đứng, nó chia đều mỗi bên 2 gạch. Rất là đẹp nha anh em. Từ thời điểm 1970 tới hiện tại bây giờ thì nó cũng đã được 54 năm rồi mà nó về với tình trạng là hàng chưa lên lửa, vẫn còn rất là đẹp. Tại vì cái hàng này thì em không nói nó niêu cứng nha, do là nó có xước tơ và xước tơ lông mèo nên em không nói nó là niêu cứng, em chỉ dùng cái từ chưa lên lửa thôi, thì để cho anh em dễ phân biệt. Đây, xước tơ như thế này. Và nhiều lúc á, em mô tả kỹ quá, em chỉ những cái khuyết điểm nó kỹ quá thì cũng bất lợi cho con hàng của em. Nhưng mà ngược lại thì em muốn rõ ràng đến với anh em. Khi mà anh em chốt hay là nhận hàng hay là muốn xem để chốt á, thì nó cũng rõ ràng hơn. Tại vì đồng tiền của mình cũng bỏ ra. Thì bên em thì thích rõ ràng hơn. Mặt sau của nó cũng có xước tơ nha anh em. Do nhiều lúc mà người sưu tầm á, bảo quản chưa được kỹ lắm. Đây, như thế này. Nếu mà xước sau á, em chỉ cần để cái góc này thôi thì anh em sẽ thấy xước sau là dạng giống như là nó bị cắn á, gọi là xước sau. Còn đây là chỉ là xước tơ bề mặt thôi. Cạnh viền của nó đây ạ. Anh em nhìn nè, cái bản lề của nó quá là đẹp đi. Cạnh viền nó bóng loáng bóng lưỡng luôn. Đó, em đang quay vừa tối vừa sáng luôn để anh em có thể thấy chi tiết hơn. Còn những anh em mà muốn tham khảo thêm thì cứ liên hệ cho em qua Zalo, em sẽ gửi chi tiết hình ảnh nữa thì anh em sẽ thấy rõ ràng. Tại vì qua Zalo thì em gửi hình thì anh em có thể zoom lại nhìn từng các góc cạnh nó cũng dễ. Còn trên clip này thì em sẽ mô tả nó kỹ càng hơn, thời lượng nó sẽ lâu hơn. Rồi, cạnh viền trên nách nha anh em. Và trên nách thì nó có một hai dấu chấm nhỏ như thế này. Và đều nhau nha, cạnh góc bên này và bên này cũng giống nhau, cái khoảng cách của nó gần bằng nhau luôn à. Là dường như hãng anh em họ dùng cái máy kẹp cố định lại á, để gắn cái emblem này, nên là nhiều lúc mà bên này nó mạnh quá thì nó sẽ tạo ra cái dấu trong quá trình sản xuất nha. Em thấy nó bình thường, tại vì nếu mà em lướt nhanh như thế này thì anh em sẽ không thấy được cái vết đó, tại vì nó quá nhẹ nhàng. Đây là cạnh viền mở nắp. Anh em thấy không, cái cạnh viền mở nắp rất là bóng loáng luôn, rất là đẹp. Nó chỉ có xước tơ hai bề mặt là mặt trước mặt sau thôi. Và chiếc này thì năm 1970
Đây, em để cái mộc đáy, tối tối anh em sẽ thấy rõ với cái mộc đáy nha. Đối với một chiếc chưa lên lửa quá là đẹp. Dạ đây, quá là ok, tuyệt vời nha anh em. À, nghe âm nó nghe tiếng keng keng à. Đây, đây là âm dinh của hãng nha anh em, chứ bên em thì không có tăng chỉnh âm để âm nó có thể nghe to hơn. Còn về phần sửa chữa thì anh em thông cảm luôn là bên em không có sửa chữa giúp bô nha. Hàng về sau thì em sẽ mô tả đến với anh em như vậy, chứ em không biết sửa chữa. Đây, bản lề trên của nó đây, để em đang đưa lại gần á, để anh em có thể cảm nhận được một chiếc chưa lên lửa và bản lề trên của nó là như thế nào. Đây là bản lề dưới. Rất là xuất sắc nha anh em. Một chiếc chưa lên lửa năm 1970, cũng được 54 năm rồi. Và như thế này rất là ok. Đó. Còn về chiếc ruột của nó là một chiếc ruột thép nha anh em, được dập một mặt chữ. Như thế này là được dập, là gọi là ruột dập một mặt chữ. Và cái dòng chữ của nó anh em là thấy nó dập rất là nhuyễn và nhỏ nha. Và chiếc ruột này là một chiếc ruột zin. Tại nhiều lúc em quay trong clip thì anh em sẽ không thấy rõ chiếc ruột, nhưng mà nhiều em anh em cầm ở ngoài á, thì sẽ thấy rất là rõ về một chiếc ruột được dập chữ là như thế nào. Đây. Để em dừng lại một chút để anh em có thể cảm nhận về chiếc ruột của nó. Đó. Đây là mặt sau không có chữ, gọi là ruột một mặt chữ. Buồng đốt của nó đây, bóng loáng nha anh em. À, chặn xăng và ốc đá thì theo thời gian 5 tháng thì 54 năm rồi. Thì chiếc này thì cái chặn xăng của nó hơi ngã màu một xíu, chứng tỏ theo dòng thời gian. Ốc đá của nó cũng vậy ạ. À. Ốc đá nhìn nó rất là chắc nha anh em, cứng cáp luôn. Nhìn nó có một cái điểm nhấn gì đó, quá là tuyệt vời. Nhà bánh xe đây. À, bánh xe quá là đẹp. Và năm 1970 thì nó vẫn còn lưỡi gà lá lúa nha anh em. Cái lưỡi gà nhỏ nhỏ bên trong là lưỡi gà lá lúa tim bột. À, rất là đẹp. Và chiếc Jeep Bô xưa năm 1970, hộp của nó, hộp kèm theo về là hộp giấy xưa chuẩn giai đoạn với nó. Nhưng mà cái phần đây thì cái đế hộp, cái thành hộp nó hơi ngắn nha anh em. À, mà nó cùng giai đoạn với mẫu Jeep Bô này. Và một hộp giấy xưa cũng theo nó 54 năm. Đây, theo phôi pha, theo dòng thời gian mà còn rất là đẹp. Đây, cũng còn rất là mới luôn. Các góc cạnh liền lạc, nó không có bị rách nha. Đó. Và vậy thì chiếc Jeep Bô xưa năm 1970 với tình trạng là chưa lên lửa và có hộp chuẩn giai đoạn, chuẩn zin kèm theo, thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em là 3,4 triệu nha. 3,4 triệu đối với một chiếc Jeep Bô xưa năm 1970, quá là đẹp, kèm hộp giấy để mình có thể sưu tầm hoặc là để mình tặng quà tặng cũng hay. Bên cạnh đó thì em sẽ bao phí ship đến với anh em và tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này. À, và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jeep Bô đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Jeep Bô Gò Vấp Dưới Ra của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ. À.